chờ cả nhà. Bây giờ buổi chiều gia đình của mình đi kiếm đồ ăn cơm, đi cả ngày nay đói bụng quá rồi, mời cả nhà đi ăn cơm cùng gia đình mình nha. Đây là bánh mì, đi kiếm đâu một chốc ăn. Bánh mì gà đồ nhiều quá. Rào quá rào luôn. Bò mon là bò cô. Không hiểu gì luôn. Con gái yêu dấu. Cái mặt con như dấu. Đó không? Đi thôi. Đi kiếm gì ăn thôi. Cái nào 100 ngàn chắc cái tờ đó sẽ break ra nha. Cái tờ này nằm, tờ này sao gửi ra 50 ngàn nè, tờ này lớn nè, đúng không? Ờ cái tờ 50 ngàn nữa, tờ màu cam này nè. Ờ kẹp cái để nhớ nha, tao sợ mấy cái tiền này lắm, tùm lum mà giống nhau quá à. Đây không biết sai con quên bò á. Ô con chá. Ờ cổ kêu quay cái này. Có hình cái tên mất con. Đây. Cắn ra. Cứng nhắc hả? Vậy hả? Quay à. Dạy ăn luôn. Thất bại. Tắt cái đít hả? À dạy cách ăn nha mọi người. À cứng ấm. Có cái muỗng rồi. Dạy cách ăn. Đó, tắt ra. Ờ cua nó bon. Nhầm đây. Cứng lắm. Đây. Này chắc
mình mua không có trả giá nên là mua một lon cho một lon. Tính tiền hai lon hả? Ừ, chắc vậy. Cái tay bạn vô mới lấy cái đồ chứ. Để cắn nhẹ ra. Nghĩ ra ha. Cắn nhẹ nhẹ ra. Chung bác ơi, bác có răng đâu, bác cắn bác bay hai cái chỏ rồi mẹ. Nè, cắn cho bả nào. Trời ơi, nó miếng không cắn ăn bánh chết à. Mẹ ngon có rồi, vừa giờ cắn rồi không? Mình là cắn đi, cắn được rồi. Cắn rồi tao ăn luôn hả? Đi ăn đâu bán gì đâu. Đó, bay 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 go go. Quay đàng hoàng để quay để ấy ha. Giờ hơi hơi sợ dính hình đúng không? Thì quay. Bộ quay đừng để lắm nha không? Không có đâu. Đi em về cho bán em nhậu. Được không? Ok. À. Rồi. Hai tay giờ này mình tới rồi đó. Sáng mua cho nó hai lon vậy, nó lại nhà cắt đi cho. Này chắp 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 để uống. Cắt cái ly, chắp để kêu quay nữa. Thì ăn đi. Ăn đây, đây, đây. Phai cho cơ. Chưa cái ly, chưa cơ. Chưa cơ, ít chưa cơ. Bỏ dâu đi cơ, tộp. Bỏ dâu là đây mà. Này là bánh hẹ. Bánh hẹ đó. Này là bò nướng nha, bò nướng ngon Việt Nam nhiều lắm à. Ngon á. You want to try this? Không có mỡ đâu. Chưa hầu chưa, chưa có xin nhiều rồi. Chắc. Hả? Bò nướng ăn như đồ đủ nè. Nó cũng là lạ đó. Nó cũng là. Không phải. Nó cũng là. Không phải. Ít tiền đâu bố là, nó ăn thì nó cũng là. Dạ. Mời cả nhà. Mời mọi người ăn bò nướng cùng mình nha. Năm băng bò nướng với năm băng rồi. Ngon lắm mọi người. Ngon. Ăn với mỡ chài nhiều như mình. Mấy này một cuộn là 50 sen. Ngon. Cái này ăn ở Cuba Minh Chai á, ngon lắm á. Ở cái đó là gần trường học của người đó, Cuba Minh Chai. Dễ nè. Chứ có xin sợ mộ. Dâu quá. Chị tin nào. Chị tin nào. Chị tin. Ở đây ngồi nào. Con Thịnh đồ chơi. Bò nguyên chắc ngon không? Ngon ha. 50 cm là ra mình cũng bằng nha. Cái này nó không? Muốn ăn ở đây phải qua Campuchia ăn ngon hơn Việt Nam mới thật. Tỏi mà. Làm mỡ chài không à. Tỏi nó phải nó mỡ chứ. Nướng mỡ nhám lắm. Tỏi nhiều quá quá. Đi cầm này lên đi. Cần thơ cho mấy anh chuyện lại cho. Cũng bột. Đúng rồi,
qua Campuchia là phải ăn cái này nha. Người ta nói tiếng Campuchia cái này là Saiko Nam Nam Bang. Nam Bang Saiko. Không phải đấy. Anh đó. Không mà là thằng cứ lỗ. Saiko với em mua là không. À này. Hồi xưa ở Campuchia giờ lên đấy Nam Bang là bánh mì đó. Đó. Ồ, mình kêu bánh với mì không mà có nhét vô hả? Ok. Kêu không hiểu. Kêu hiểu. Nói hay quá nó mà hiểu là cả nhà. Không, mà sao mà mình nói tiếng Campuchia nó qua tiếng Thái cả nhà. Nhiều khi mình không hiểu mà luôn. Oh, anh mô. Oh my god, anh có. I bought the wrong one. Mấy tông thôi. Không cần tiếng Campuchia nói sao? Biết là ọt ọt tì biết không nè cái này nè cái nào có cây chắc có sơn 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 pico this pico could try it yeah đây là bánh mì Campuchia mọi người cái này là tiếng Campuchia kêu là nấm băng nấm băng thịt heo cái bánh gì nhớ sắt chuột ham mami mada cầm chìa ghé nó cũng quýnh tính nữa nói nữa là nó bị ghê hại não bây giờ quên hết rồi ở bên Campuchia giờ trở về 20 năm quay lại quên ráo còn nhớ gì nữa nó trên pha 23 năm à. À, bánh mì ngọt. Bánh mì không mắc cay đi ơi. Ăn thử em, bánh mì Campuchia ngon cực luôn. Bánh mì Campuchia ngon cực luôn. You try one bite, you know it's very, very nice. Don't have chili though. Nice. Is it? Lỗi nó làm ngon lắm mọi người ơi. Bánh mì thơm lắm. Miu thấy tình bạn học trò hồi đó bọn mẹ là vậy đó cho thì mắm tay luôn đi ăn rồi hả hồi đó vui ha. Ngon quá. Cái bơ của nó ngon cực kỳ ngon. Dạ khỏi ăn cơm à. Ừ, ăn là chặt lên sáng cơm. Cơm chị, thời nắng thì đó. Cơm chút lặn lặn muôn hộp. Chút nãy á. Thật à. Cơm chút đây nè. Cái này nãy mơm. Ăn miếng này còn ngon. Ngon. Cái này là bánh hàng á. Giao hàng luôn. Tiền chưa? Ngủ để sẵn tiền rồi vậy đi học rồi lấy tiền luôn à. Nè má, ăn thử má. Ngon á. Nè ngon á. Ăn cái ớt gì giờ cay quá cay. Ngon á. Cay hả? Cay quá bê. Chắc đi giờ lên ký á, ăn những thứ mình thích. Cái ly vậy. Mà cái nhà bánh hẹ. Ra quay xe bánh hẹ. Việt Nam này cũng bán đâu hả? Hỏi. Bánh hẹ kèm với thò. Không ăn hả? Không ăn đâu. Hàm á. Có ở trường. Cái miếng mắm vô. Chữ này. Mắm này lật nhắc rồi. Cho tôi ngập mặt. Mắm mình
bút này luôn hả? Có cái nám theo không? Nám thì xe xa ngắn rồi. Cỡ nó 40 tiếng là đi hoài rồi. 6 tiếng mấy? 7 tiếng ha. 7 tiếng đây mình đây nhảy. 6 tiếng rưỡi rồi. Rồi nhà mình lên á, có tính á. Thì không tính từ nhà, tính từ lên xe. Nghỉ sao gửi từ quận 9 đi đến Campuchia là 7 tiếng đúng luôn á mọi người. Cỡ đó đó. Hơn á chứ không ở đâu. Cái khu này tiếng Campuchia ta nói là ở dưới cái cầu gãy á, Spin Trụi Chùa Bà. Mà đó đây quan sơ lắm á. Mà hai bên đường trồng củ sắn với lại củ sắn á. Bây giờ nhà anh học biệt thự, biệt thự không quá trời không biết được đi đâu. Rồi Trung Quốc chưa? Một phát thôi. Thay đổi liền không? Nó dãy hết, một đám dãy bên đây thôi. Cao tầng thôi. Ở đó bên đây là xót xẻ ra, có ai đi qua đâu. Quê đó, vùng quê. Cái đường này là nó làm cái trò lục trục bắn bắp. Với lại dưa muối, dưa mắm. Làm trò nhà khoan. Chân dẫm, ăn bắp. Nổi củ sắn, ăn củ sắn. Mình ở nhà ghiếc mình chai lì ra đó. Mình không có khỏe. Mình phải gắn nước đi. Ngon không? Đi trên cà mò vậy á. Đi bộ á. Đường xuống. Đường tao còn có 110 à. Ớt rồi răng. Ớt cay ve luôn á. Ớt cay được chứ. Trời, chưa phải ăn. Ăn chết không ăn. Không ăn này đó hả? Cay quá hả? Cay. Sao má xét cái đó đây à? Má để hai chồng ăn cái này đi, má ăn này của con à. Má ăn chút à, má đừng xé rồi. Để hai chồng má ngỡ rồi thôi. Ăn đi má. Rồi má ăn. Hai cây
qua đây chủ yếu là lặt vặt chơi vậy hả? Ăn đi vòng vòng còn ngon hơn vô với mấy cái nhà hàng rồi chi. À, với nhà hàng có tiền quá. Để em đi trước á, chị ấy rủ đi rồi đi là được vui hơn. Chị ấy chứ rủ đi rồi đi là. Có tiền nhiều hơn. Đúng rồi, mất. Chàng đi với lại anh Hợp á, cứ nấu đồ cũng ra đường ngoài ăn nữa. Chứ có ăn thịt bò, đi ra không có nhiều chân mà mình ăn đủ không có. Mà chứ có thịt, ăn thịt bò, phải vô vô ấy. Thịt bò mà ăn với nấm bạc, nấm bắp ốc rồi á. Vô tiệm mới nướng mới ngon. Lòng bò hả? Ừ. Con lòng bò. Con lòng bò. Dánh nó về nhầm mắt bà thóc. Lưỡng nó làm chua đủ vậy thôi, đủ chua ngọt cay nhất là cam thôi. Đi đâu không biết, không biết dễ chứ, dễ thì làm ăn chậu có ai ăn không? Không ăn, ăn mất cái đồ không? Cái đồ ốp á, thập đơn ốp vô cái đồ đậu của hạnh đâu bằng gió ấy của kìa, miếng kìa quá, miếng kìa quá, bỏ miếng của kìa. Cái đó mắm tép á, nó ngọt ngay luôn á, nó không có chua. Không, mắm tép luộc á. Cho nhỏ 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 ha. Cái đó là đổi Việt Nam rồi. Mình đang ăn đổi canh chua. Cái đó là làm trong ăn liền trong ngày á. Còn cái này mình để được, tủ lạnh mình ăn hoài. Ở Singapore lúc nào nhà ta cũng có một hộp đồ chua nè. Để ăn bún mà, ăn gì ăn bỏ ra, trộn lên ăn. Mai chưa chưa gan bánh sườn xào. Tối tối đi ăn với trùng một cái. Gia đình vua. Chơi xíu đi, tự vô hẹn con bạn á. Ở Naga. Nó bán đồ ở trong Naga. Mấy mì nướng không? Cài bằng con ốc, ốc không cài. Cài nản rồi chứ. Ốc có cài rồi. Mì ngon. À, mấy bạn á, ăn cái con hến mà để phô cô rồi, ăn con hến sống mấy bạn. Cái gì chứ ăn mua cơm. Mua 5 ngàn, tặng một lon, mua một lon không lon, tính tiền 5 ngàn. Cái này ăn với cơm á. Nhà nghèo á, mình ăn 4 cái mình hết bữa cơm á, mặn dữ lắm, đỡ tốn lắm. Uống bia cũng đỡ tốn luôn. Uống bia, ở này mấy bạn nhậu ta nói là, chắc có 2-3 thùng mới hết nhiều lắm. Không phải, tức là hết bia là cũng chết luôn. Tại vì nó mặn rồi cái nó đi giải đập bia. Uống bia mà không uống không có xỉn á là, ăn cái này. Nó cay. Nó cay đó mặn. Ăn một con là uống 2 hết á. Ờ thì hết thùng bia, hết 5 thùng bia là hết 300 gram này. Để nó mặn quá đó, thì nó cay chứ vô vô nước, chăm chế rồi. Làm mấy ấy? Ăn mấy ngày không ăn cay quá không? Đúng rồi. Đúng rồi. Nãy ăn cái không cay là đúng rồi á, bác ấy trộn cái này vô bác tặng á, nó cay cũng quá. Ăn ớt mà, ấy mà sợ ớt thì trời. Ăn vừa tới rồi ăn nữa. Tới ăn nữa hả? Tới 1-2 giờ ăn nữa. Bỏ bơ gì béo à, bơ nó đánh kỹ lắm rồi đó các bạn, bánh mì tới bên nhà chưa chưa ra đánh bơ dùm phụ à, phụ bả thì đó đâu có máy đâu anh ba. Đó là trắng được trái nè. Con là tắt tầm dễ không? Trắng nó là tắt à, đỏ thương ganh là tất cả nè, đó nó vậy đó, đó gồm vô. Bây giờ
Cái này ăn nó ngon mà cái ngán cái tách á. Ngon tập lắm rồi. Hả? Không hết. Lý á, nó ở trong mấy cái hoa. Lâm kế kìa Lý á. Dạ đó, Lý đâu. Bây giờ em bên bệnh nó bán bảy vậy. Nó nấu thành cái giới thịt kia đó. Nó không chua. À đúng rồi. Hết. Mình là hết. Đó, con này đang. Con ớt nữa, nó lựa hết bự nè. Ừ. Có nhầm hàng, nhầm mua con bự bự ngon. Đúng rồi. Con này vẫn nhỏ đó. Cái này tóc tài nè. Nhầm mua con nó bự lắm. Thôi bye bye bà luôn rồi. Cố gắng lắm được thêm hai con nữa hả? Để tất cả nè. Ờ tất cả. Dạ. Cay mẹ chưa mới đem cái cay. Cháy kìa. Máy rồi miếng giấy mà. Tóc nổi rồi. Mà cay quá. Với Vũ là Vũ không bao giờ dám đụng luôn. Cái bụng nó yếu á, chắc nó nằm ở lại khách sạn, Vũ tới cà về luôn á. Em biết nói tính tiền á, chứ em giỡn đâu. Mà lát coi tiền là bao nhiêu là em lúng túng. Cái số nó độc lạ Bình Dương quá à, em. Dạ. Sinh nào? Tên. Anh Việt. Anh Việt. Tên sắp cô. Đọc. Đọc. Thôi. Xin tin thu sách cô tên trả tiền chưa cái này dạ dạ bà xanh 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 xem này là này đủ không đủ đứa sơ chơi sơ có 10.000 có 1.000 đứa tờ 50 á cho nó xài luôn ơi dạ 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 10.000 cái này là 10.000 dạ đúng rồi cái này là 50 đưa 50 đô ớt 50 ghê xài quên rồi giờ đây là cho mọi người coi tiền tiền bây giờ là mình không biết xài nó nói
giờ đưa đại 50 đây rồi thối sẽ lại mình nếm suy nghĩ đếm sao, đâu vào đó hả? Thảo nói đổi 500 đô đi, Thảo nói Thảo chơi khô máu luôn. Sáng á mình đổi mình khô lấy 10 triệu. Sáng mình đổi mình lấy 10 triệu mình đổi 200 đô, còn nhiêu là đổi qua tiền cam hết. Đó, coi bây giờ tính 3 ngày về coi có hết hay bạc thăm không, chứ là dư là không bao giờ dư á nha. Mọi người chạy cái miệng nó ăn quá trời luôn. À, tạm biệt cả nhà nha. Gặp lại sau, gặp lại video sau nha.